Cái này cái gì ấy? Đây là cái dây buộc tóc anh ạ. Của ai? Em không nói được là của ai, nhưng mà đó là của một người bạn rất là thân với em. Vậy còn là chuyện? Chắc phải tầm 1 đến 2 năm rồi. Lý do gì mà bạn có thể tặng cái dây buộc tóc cho em mà không phải là một món đồ khác? Đây là cái mà hay gắn liền với bạn ấy nhất. Vậy là em là người đề nghị bạn mới tặng đồ tóc hay bạn mới chủ động chọn đồ buộc tóc cho em? Bạn ấy chủ động tặng cho em. Bạn ấy đeo vào tay em và bạn ấy bảo là hay coi nó như một cái vòng may mắn. Trong cái lúc thi đấu thì em có nghĩ rằng là mình sẽ đeo nó để có để nó mang nó may mắn cho mình không? Em nghĩ là có. Nhìn nó cute mà, thế nên là em cứ lên sân khấu em là mình nó cute. Mấy bạn nghĩ sao về vòng đeo tay này nó cute không? Em cạn lời. Thì ra tặng cái vòng này để mọi người biết là Tết đã có bạn gái rồi. Tại vì đây là một cái vòng của con gái. Còn Hiểu không, thực ra Tết có bạn gái rồi thì điều đấy ai cũng biết rồi. Giờ mới biết. Quý ta và ma bắt vì chẳng ngại gì thậm chí đang yêu quái. Còn vì mình đầm không thể nào mà hoa lên trên và nói được tiếng cần gì để khoác áo phí lên người đồng trời và đùa khắp chốn. Do càng được yêu tình trong thâm tâm em ai to the galaxy. Kéo trên đám nhau cần về nhà mình lập căn cứ. Vui cười anh ấy cũng không cần không lo em ta to the galaxy. Yêu, 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 become superhero. Yêu, 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 em fly to the feel, 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 become superhero. Feel, 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 and fly to the galaxy. Cho đến khi lớn lên tôi mới nhận ra một điều. Không mẹ, chính là thôi không nói nữa. Yeah. Sao mình lại câu đấy? Oh. Yeah. Ta tập ra khắp nơi vẫn cầu ác liệt, vẫn còn đáp đến khi sự bị phát hiện. Chưa dừng đầu xuống trọng trong từng cầu lên đến tận từng rắn để trở thành tên đồ bắp bẹt. Đôi đôi ý chí của niềm tin sắt đá, ghét những chông gai thì từng cảnh chắc vá. Lấy chất liệu đó để biến đấu và chiến đấu, nhưng không tự thử thách bằng những bản lĩnh thật đắt giá. Không có chỗ cho mộng tưởng nên phải cố lên, cố vươn mình thật cao để phát nổ hố lên, chứng minh cho người nghe thấy ta chiến thắng bằng thực tế chứ không phải số hề. Vô khí phát thiên ngang, mọi chứng người vật thì bị ta đá văng. Thân yêu đại hiệp không có liên quan, nhưng mà ai cũng bảo là dương quá ta. Let's get it. Đến gần đây ta vẫn đáp có bao nhiêu thăng trầm, ta chiến đấu qua từng ngày cho trình độ tăng dần, sức mạnh gia tăng vì quân cờ còn xa xăm. Trong một trận đời 3 năm, ta đã sáng như lời chân rằm. Từ bị cạnh khóe gọi là thằng điên dương, ta vẫn mạnh mẽ như một đội điên cường. Từng ngày qua ta up level up để một ngày mình ta sắp như là cuộc điên cường. Không bao giờ chú mất, ta sẽ tỏa sáng vào mai. Hey! Nỗ lực qua từng ngày dù chẳng có một ai. Hey! Họ nói rằng ta yếu đuối, ta chứng minh họ sai. Hey! Còn những người định cảm bước, hey! The power way thì easy. Mình đồng ra sắc, mình đồng ra sắc. Quyết tâm ta luôn cháy mãnh liệt là điều ta chắc, là điều ta chắc. Thì easy, thì easy. Mình đồng ra sắc, mình đồng ra sắc. Quyết tâm ta luôn cháy mãnh liệt là điều ta chắc, là điều ta chắc. Vẫn luôn cố gắng, dù có như là cười chê. Đã chuẩn bị bài nhạc của mình có những người mê. Vẫn nên là sao, ngoài bút sắc từng trang chi tiết. Những khát vọng lan hiên ngang đi tiếp. Những kẻ nhà báo người ta bỏ lại phía sau đã góp thêm cho ta một phần nỗ lực để dựng một nơi không xa. Ông thấy công phu công ta nắm đấm thành quả trên đỉnh vinh quang. Anh ta cũng ngập từ khi ta dùng ra không thể lay chuyển như một tảng đá. Và ta biết tên về con người ta có thể nói tiếng biết bản bản dẫn. Nên ta vẫn cần đi dù có thể nhớ với sự thì ta vẫn cần đi tốt. Và tất cả những kẻ đi xung quanh đều có thể đến đây bằng. Không bao giờ chúng bước ta sẽ tỏa sáng một mai. Nỗ lực qua từng ngày dù chẳng có một ai. Họ nói rằng ta yếu đuối, ta chứng minh họ sai. Còn những người định cả bước, get out of my way. Mình đồng ra sắc, mình đồng ra sắc. Quyết tâm ta luôn chảy mãnh liệt là điều ta chắc, là điều ta chắc. Thì gì? Thì gì? Mình đồng ra sắc, mình đồng ra sắc. Quyết tâm ta luôn chảy mãnh liệt là điều ta chắc, là điều ta chắc. Mặt quá đi. Em xin hết ạ. Tuyệt vời. Yeah. Chị đẹp như tự nhiên Tết à? Không, em đang quay phim. Ngày trong cái đeo cái này
thì em sẽ không đeo được cái kia. Là sao ạ? Cái kia đó. Rồi anh từ 80 lên 100 cái đó đó. Cái đó đó. Cái đó đó. Cái đó đó. Em xong rồi, em xong rồi. Cái đó đó. À. Chuẩn bị không? Em sẽ có Rap Việt lúc 20 giờ thứ bảy trên kênh Vi Giải Trí. Mua ngay bộ sưu tập Vi Shop có cơ hội nhận ngay 150 vé chung kết duy nhất của Rap Việt. Xem ngay, ngoài hàng Anh, combo Vion VIP và 4 kênh cá cộng chỉ 149.000 đồng. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion.